không? Đi làm gì đó? Đi. Cậu Ba Lục Bình xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay là ngày off nên cậu Ba sẽ nướng BBQ nha cả nhà. Thì hôm nay là gồm có món thịt thỏ và xương nướng. Bây giờ mình nướng món thỏ trước nha mọi người, và sau đó mình nướng xương sau nha. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Đó, ăn chút ăn gì vậy? Muốn cho mày muốn nghe mày đó. Thế là mày bây giờ tao đi giúp em xong rồi đó. Dạ rồi, lại cho bác từ nó coi lưu em cho. Từ nó coi coi là. Dạ. Bác Tony. Bác Tony sao? Hái hả? Rồi kêu ra hái gá. Ui trời, dâu chín tùm lum quá, gá dâu nhiều chứ gá. Ba ơi. Dạ. Y đi hái dâu. Y hái dâu, ok, dâu chín rồi kìa đó, con hái đi. Đó. Hái đi, hái bỏ vô rọ đi. Hái bỏ rọ quá trong đây quá trời, hôm nay qua hôm nay chưa chín à. Đó. Cái này chưa chín. Cái này đẹp hơn. À, cái đẹp hơn con hái đi. Cái này đẹp hơn. Ok. Cái này đẹp hơn, hái đi. Dâu chín tùm lum ấy. Thấy ngon không anh Thôi này? Dạ. Yeah. Hấp dẫn không? Dạ. Yeah. Ừ. Ừ, khá quá. Ăn này, tao quay phim này, má lấy ngon y nè. Ngon không Thôi này? Dạ, ngon anh Thôi. Yo, 1, 2, 3, vô lấy 3 nè. Ê, lui 1, 2, 3, vô. Cảm miếng này nó ngon nè. Chả giò ngon cái nè. Ôi trời. Đó. Dơ. Ngon quá. Ê. Lì quá thì không có ngoan. Nhờ hơi mặn đúng không? Mặn ăn với kèm với rau rồi. Vô rau không có lạc vô tí rồi. Đi ăn này con. Này có đuốc này nè, thử quá. Cay không? Cay chơi với bắt Thôi này nè, lui nè. Ê. Non non lui. Lui chân. Tôi này mang dưa leo hả? Dạ. Đang tròn. Rồi. Đó. Rồi đó khác.
Vô rồi, vô, vô. Ha, vô. Yêu, đồ đẹp trời. Bà lấy cái khác không? Để đi ha. Bây giờ giờ rồi con. Yêu, đồ đẹp trời. Họ nó công về mình ướp chi mà công mà mấy đồng bạc mua về nướng lên ăn đã. Ngon mắt nhỉ, nhà non thơm. Ngon bắp nì, ngon không? Dạ nó ăn thơm. Hôm nay rất vinh dự mời bắp nì qua. Dạ. Nó mà đang ăn này là nó mà. Ngon không? Dạ nó ăn thơm. Ngon quá. Ừ. Rồi, không ăn hả? Rồi ăn gì đó. Ê. Như 6 pound á. 6 pound quá hai mấy đồng? 21 đồng. Ừ. Đẹp không? Ngon. Này ngon, ướt ngon. Ngon. Ăn bao này mà nó mát, chống vô. Nè, để cho nè. U chà, thì cắn ngon vậy ta. Nè, con cắn đây nè, con cắn cho mày chỉ cho. Cắn cho mày chỉ, con cắn đây nè, cắn ngang đây nè. Ừ. Ngon. Thấy chưa? Thấy không? Dạ. Cái ngang này nè, thấy không? Ngon ha, thì ngon ha. Ngon không? Ngon không? Bắp thơm này ăn kìa. Ừ, bắp thơm này ăn kìa, ăn quăng, ăn quăng cọc quá. Tóc vô đẹp trai ghê vậy. Vậy đi, ô nè bỏ sườn ha. Bỏ nè thịt rib pork rồi barbecue. Ở đây. Mẹ của em à. Mẹ đâu mẹ ơi. Ê, mẹ quay. Nó ơi. Thôi 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 thôi. Ngon quá. Đuổi nó quay. Vô trúng con mũi con. Vô con thịt nè. Vui không anh bắt thôi này vui không? Dạ ngon anh thơ, dạ vui anh thơ. Đây của y ra. Bây giờ cái miệng y dơ quá. Mà thấy bắt thôi này ăn ngon như gà y không ăn hả? Bắt thôi này ăn gì vậy? Đâu quá. No. Ngon quá. Ướp á, Mỹ mà ướp kiểu giống Việt Nam á, ngon, dừa. Không có ngọt mà không có cái. Nó chủ yếu là nó ăn cái độ ngọt của thịt. Mình thấy vậy nó thấm rồi ha. Thịt ngon, mềm á. Trước con thấy nó bán ba mấy đồng, hôm nay nó còn 21 đồng, rẻ quá ha. Để tiệm mua này nước nước ăn cơm ngon hả? Khỏi về, khỏi ướt, tốn thời gian. Mất con này ăn ngon quá. Nó mai thứ tư mai học nữa, thứ năm được nghỉ hè rồi anh thương. Mai nó sẽ school rồi, mai ở xung quanh học 11 giờ 15 và sẽ bắt về sớm. Thịt ngọt đó không? Nè, cũng vậy, non nó mới ăn thơm, là barbecue à. Nè, nướng nó grill rabbit đó, cũng vậy, non nó mới ăn thơm. Nó cũng dở, giống như cũng thịt, giống ăn gà luôn á, giống như grill chicken luôn á. Ngon giống gà, non bằng gà vâu tây á. Bữa mà nồi cũng vậy đi chờ mua gà vâu tây ăn chung với salad á. Giống như Trung Quốc ăn chung vào salad, cũng vậy non.
Cái thịt nó vừa ướp, nó vừa ăn, nó không có mặn lắm. Thịt rất là ngọt luôn. Ngon quá. À, ngon quá. Ngon mắt này. Nhìn thơm. Cái này ngon không? Mình ngon lắm mà ăn thơm. Ngon ngay quá. Đó, non. Cũng vậy, giòn cũng vậy non. Nướng cái thịt, cái châm á. Có cái vếp á cũng vậy non. Đó. Có vừa ăn không? Giờ vừa ăn nó mới ăn thơm. Ngon ha. Ngon lắm mà. Ăn mấy cây rồi? Mấy 4 cây. Mấy 4 cây hả? Ồ. Dạ. 4 cây là được rồi, ngon rồi. Dạ, non lắm mà đó, ăn thơm. Ngon quá. Vui không? Dạ vui lắm anh thôi. Thứ ba qua anh nướng tiếp nha. Dạ. Yeah. À, tiếp cây nè mọi người. Yeah. Ngon quá. Thịt rất là ngọt luôn. Ngọt cái mắt thôi nè. Dạ ngon lắm anh thôi. Ngọt không? Dạ. Mềm không? Ngon lắm anh thôi. Giòn lắm. Ngon quá. Kèm miếng dưa leo. Kèm mấy rau răm nha, đỡ ngán nha mọi người. Ngon. Nướng không? Ngon quá, hấp dẫn lắm. Đừng hết để mọi người. Bắt luôn. Ngon á. Ăn đi. Dạ. Sướng không? Ngon không? Dạ ngon lắm. Hết tuần này là nghỉ học rồi hả? Dạ. Nghỉ hè luôn? Nghỉ hè luôn anh Thân. Bao lâu? Nghỉ bao lâu? Nghỉ tháng 8 là 2 đi học lại lắm á. Ok. Là thứ 4 là đi học, làm giờ học Strive. Rồi thứ 3 qua đi bơi nha. Đi yeah. Bơi. Dạ, yeah, đi bơi ở đường Bethesda Park. Ok. Dạ. Ở đây có indoor, có cụ tuột, nước có luôn, có hết đầy đủ, là có bơi luôn, có tắm luôn. Mọi người giờ này cũng ăn xong hết rồi đó các bạn, nên mình cũng xin tạm dừng video ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.